Sau khoảng 3 năm thi công, dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đã hoàn thành giai đoạn 1. Đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng Thành Thắng đã bán 180 trên 201 căn. Có hơn 100 hộ gia đình đã đăng ký điện nước và dọn vào sinh sống tại đây. Hiện tại, Sở Xây dựng đã kiểm tra nghiệm thu hạ tầng của 201 căn. Chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng bán nhà cho 180 khách hàng, tương ứng với 180 căn. Số căn chưa bán hết do nhiều khách hàng từ bỏ quyền mua nhà vì không thể xoay đủ tiền mua. Phần lớn các hộ mua nhà từ dự án đều được vay tiền từ ngân hàng chính sách với mức lãi suất ưu đãi 4,8% một năm. Hiện giờ thì có tầm khoảng 130 người là đã được vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Rồi và cũng có số ít thôi, chừng tầm khoảng 5-7 người là người ta đã thanh toán. Là người ta không có phụ thuộc cái nguồn vay của ngân hàng chính sách, thì hiện giờ là coi như là tổng cái số mà thanh toán thì cũng được tầm khoảng trên 140 rồi. Thì cái số còn lại thì đa số là người ta cũng đóng tiền đợt một rồi. Đa phần những hộ sinh sống tại đây lần đầu được sở hữu nhà ở sau nhiều năm đi ở trọ. Trong đó có nhiều gia đình trẻ. Do đó khi có nhà, ai cũng mừng, nhất là khi được mua nhà với mức lãi suất khá thấp, ưu đãi. Dạ, bọn em cũng phải vay, nhà nước cũng phải vay của ngân hàng chính sách xã hội, nói chung là vay 600 triệu để có thêm, để bỏ thêm vào đây để mua căn nhà này. Thu nhập của vợ chồng em thì như vợ em là một tháng là 11 triệu. Còn em là khoảng 12 triệu, nói chung là ở cái mức vừa trả nợ và vừa sinh sống thì nói chung là bọn em là đạt ổn định. Song song với việc hoàn thành giai đoạn 1 thì chủ đầu tư đã thi công giai đoạn 2 với khoảng gần 400 căn. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã hoàn thành cơ bản phần hạ tầng của giai đoạn 2 và làm hồ sơ nghiệm thu. Dự kiến qua Tết Nguyên Đán, công ty Thành Thắng sẽ mở bán hơn 400 căn, tính cả 20 căn còn sót lại của giai đoạn 1. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, lãnh đạo thành phố Long Khánh đã trao nhiều phần quà để chúc mừng các cư dân đầu tiên đến sinh sống tại khu dự án nhà ở xã hội này. Với nhiều gia đình thì Tết này là cái Tết vui nhất vì năm mới được sống trong ngôi nhà mới chính chủ, để từ đây an cư lạc nghiệp.